Ngày 23 tháng 12, cả hai bến xe lớn ở thành phố Hồ Chí Minh là bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã công bố kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Thời gian phục vụ Tết dự kiến từ ngày 22 đến 31 tháng 1 2022, tức ngày 20 đến 29 tháng Chạp. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết, dự kiến dịp Tết Nhâm Dần trung bình có khoảng 16.000 lượt khách qua bến mỗi ngày, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Những ngày cao điểm có thể lên đến 20.000 đến 22.000 khách. Sản lượng dự báo như trên là kỳ vọng nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, nếu không sẽ còn tiếp tục giảm sâu. Năm nay là một năm rất khác so với mọi năm. Ảnh hưởng dịch bệnh khiến đời sống kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn, nên bến xe khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé. Trường hợp tăng giá vé thì phụ thu không quá 40% đến 60% để bù chiều xe chạy rỗng. Việc tăng giá vé sẽ áp dụng tùy mức theo chặng đường, thời điểm đi lại. Lý giải nguyên nhân lượng khách năm nay giảm, vị lãnh đạo này cho rằng, trước đó một lượng lớn người dân đã về quê. Ngoài ra do lo ngại biến chủng mới Omicron nên nhiều người sẽ cân nhắc kế hoạch về quê Tết năm nay. Bên cạnh đó, mỗi địa phương có cách phòng chống dịch bệnh và cách ly người về từ thành phố Hồ Chí Minh khác nhau nên nhiều người dân ngại về quê bị cách ly 7 ngày. Ngoài ra, theo lãnh đạo bến xe Miền Tây, thời gian cao điểm đi lại tập trung các ngày từ 29 đến 30 tháng 1 2022, tức ngày 27 đến 28 tháng Chạp. Lượng khách bình quân đạt khoảng 22.000 đến 27.000, giảm từ 30% đến 40% so với cùng kỳ năm trước. Do đặc thù các tuyến về miền Tây có cự ly ngắn, khách tập trung đến bến mua vé những ngày giáp Tết nên bến sẽ phục vụ 24 trên 24 giờ vào thời gian cao điểm. Giá vé áp dụng tăng tối đa 40% trong 6 ngày, gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết, tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 2 Tết. Bến xe tổ chức bán vé trước cho khách từ ngày 12 tháng 1 2022, tức mùng 10 tháng Chạp, tại các quầy bán vé trong bến và các kênh thông qua tổng đài, website các hãng xe. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.